xin chào quý cô chú anh chị và các bạn thân mến. Thì bây giờ thì khoảng cỡ gần 6 giờ chiều, cha đang có mặt tại 44 Trần Hưng Đạo, phường 7 quận 5 Sài Gòn. Thì chiều hôm nay cha sẽ đi ăn món của người Hoa này các bạn. Đó là món hủ tiếu. Đây. Hủ tiếu mì da chú thòn, thập cẩm hoành thánh, xá xíu. Bán luôn cả sáng lẫn chiều nha các bạn. Quán của cô bên trong thì rất là rộng rãi luôn các bạn. Quán của cô thì nằm ngay mặt tiền của đường Trần Hưng Đạo, đối diện chéo chéo ở bên kia là nhà hàng tiệc cưới quen Blaza nè các bạn. Bây giờ chị à, bữa nay người ta không có bán. Dạ bún gạo phải không? Bún gạo có nhiêu bao khẩu trang. Rồi giá, lấy giá không, đầy đủ không? Ở đây con thấy cái giá ở bên ngoài là từ 40 tới 45k một tô đúng không? Đúng rồi. Bán bình dân à con? Dạ. Thì quán của cô nằm ngay đối diện với quen Malaysia này các bạn, trong tiệc cưới này ngay mặt tiền đường Trần Hưng Đạo luôn. Mà cô bán giá thì từ 40 tới 45k. Ui cái tóc mỡ nhìn ngon quá ha con. Hủ tiếu mì là gì? Ở đây thì mình bán gồm có những món gì vậy cô? Như con thấy thì có hát cảo nè. Có hát cảo nữa mà cô không, cô không bán, còn bán chậm lắm. Dạ. Cái này là hủ tiếu nước đó hả cô? Hủ tiếu nước. Mà được cái con thấy hủ tiếu ở đây là hình như cái cọng nó lớn ha cô ha? Cọng bự. Dạ, cọng lớn, hủ tiếu cọng lớn. Người qua hay ăn hủ tiếu qua cọng bự này. Đây nè quý vị, đây là cái cọng hủ tiếu này. To. Này cọng hủ tiếu nè. Nó bự. Dạ. Là hủ tiếu mì ha cô ha? Ờ, hủ tiếu mì. Còn cái này là mì. Dạ. Hủ tiếu mì thì người ta lấy cái cật. Thịt nè, tôm nè của cô nhìn rất là tươi luôn. Còn mì là cật bao tử hả? Rồi, nhìn rất là tươi, ngon, sạch sẽ lắm các bạn. Như hai tô này là giá là 40.000. 90. 45 90 hai tô. Dạ. Như tô 45 thì là đầy đủ cô ha. Tất cả là đầy đủ. Đây là bánh tôm. Dạ bánh tôm. Ăn chung với hủ tiếu mì. Dạ. Này, cái bánh tôm của cô này không quý vị. Làm khô. Cái này là tôm sống hả con, nhìn tươi ghê luôn. Tôm. Tim. Đó là tim. Bao tử. Bao tử. Dạ. Đây là cọc. Cọc. Đồ của cô nhìn rất là tươi ngon này. Đây là xá xíu. Dạ. Xíu cô luộc xong cô chiên lên. À cô tự làm xá xíu luôn. À. Dạ. Còn bên đây là bánh tôm rồi con. Tôm.
đây là xương, và đây là hoành thánh. Dạ. Như tóc phở này là cô tự làm hay sao cô? Cô tự làm luôn. Cái tóc phở của cô nhìn ngon chưa quý vị? Tóc phở của cô rất là to luôn nè. Còn bên này là nước gia vị có không? Ờ, gia vị. Đây là hoành thánh nè cô. Dạ. Quán cô thì thường là cô bán cả ngày hay là sao cô? Thời gian bán của mình là sao? Nghỉ trưa. Dạ. Từ 6 giờ cho tới 1 giờ. Dạ. 1 giờ rưỡi. 6 giờ sáng bán tới 1 giờ trưa. Dạ. Dạ. Rồi từ 3 giờ cô bán tới 11 giờ rưỡi. Dạ, là cô nghỉ nghỉ trưa để mình nấu. Dạ. Mình bán tiếng. Nghỉ trưa xíu là chiều 1 giờ bắt đầu cô bán lại tới tối. Dạ, đúng rồi. Dạ. Thì thường quán ở đây là mình bán nguyên tuần luôn hay có nghỉ ngày nào không cô? Có công chuyện thì cô nghỉ. Dạ. Còn rằm mùng 1 cô cứ bán luôn. Dạ. Khi nào nghỉ thì cô treo bảng báo trước cô ha. Nhưng chắc là trường hợp hy hữu thôi đúng không cô? Còn mấy cái này là mì tươi nè con. Dạ. Mì. À. Mì dắt, mì tươi. Cái này là mì dắt, mì tươi cô. Dạ. À, ai muốn ăn mì dắt thì có mì dắt. Còn ai muốn ăn mì trứng kia thì có mì trứng. Dạ. Cô? Quán của cô mở ở đây thì lâu chưa cô? Nếu mà tính ra là cũng gần 30 năm rồi. Từ ở Nguyễn Văn Cừ lên Phong qua lên tới đây. Dạ, là cô bán ở tại cái địa điểm này là bao nhiêu năm được cô? Địa điểm này là 15 năm. 15 năm. Cũng lâu quá được cô hơn. Như là ở đây cô nấu là cái hương vị là gốc của người Hoa luôn hả cô? Chồng cô người Hoa. Chồng gốc người Hoa luôn. Dạ. Còn cô là người Hoa hay là người... Cô người Việt. Cô người Việt. Nhưng mà riết rồi ở với người Hoa chắc cũng giống luôn cô ha? Dạ. Dạ. Như nghề hủ tiếu của cô chắc là được gia đình của cô truyền lại hả cô? Gia đình của ổng bên chồng cô truyền lại. Gia đình bên chồng. Cái xe này cũng là 6-70 năm rồi. Wow, 6-70 năm chiếc xe này vậy là... Lớn hơn cô luôn á. Hôm nay cô có 60-mấy tuổi mà xe này là 7-80 năm rồi đó. Vậy là bên chồng của cô đời trước ba mẹ của... Ba mẹ bán tới bây giờ. Dạ. Vậy là truyền lại cho cô đó. Đúng rồi. Con dâu con ăn. Dạ. Đồ ăn của cô nhìn rất là tươi ngon sạch sẽ luôn quý vị và các bạn.
thì bây giờ Trang cũng đã gọi một tô hủ tiếu thập cẩm gồm đầy đủ này các bạn. Thì một tô hủ tiếu thập cẩm thì có giá là 45.000 đầy đủ luôn. Ở đây thì mình thấy cô làm cái hốc mỡ rất là to luôn này các bạn. Bánh tôm chiên có hai lát thịt này, bao tử này, một con tôm này, là tim này, là gan, một lát thịt này, và đây là nước tương, xì dầu, ớt. Thì Trang xin mời quý cô chú anh chị và các bạn cùng dùng món hủ tiếu cùng với mình nha. Thì hủ tiếu thì mình gọi hủ tiếu mì tươi. Trang xin mời quý cô chú anh chị và các bạn cùng thưởng thức món hủ tiếu mềm cùng với Trang nha. Em nước không? Là tim này. Sáng thiếu thì cô nói là cái này nhà cô làm luôn. Thật mềm, tươi ngon mà. Để uống tôm nữa ạ. Cái bánh chiên tôm này ngon này quý vị. Cái nước lèo thì vừa ăn có cái khẩu hơi ngọt ngọt xíu. Con tôm rất là tươi ngọt. Thank you.
Nước lèo ngon ngon. Thì từ trước đến giờ thì mình thấy những cái món mà còn như những cái món người Hoa như là hủ tiếu mì nước hay là áo cảo thì luôn luôn làm cho mình hài lòng. Ăn thì đa số ở đâu mình thấy món người Hoa mà gia truyền á thì đa số đều rất là ngon, nó ngon từ gia vị này, từ bên này kia luôn á. Mình thấy cái hủ tiếu của người Hoa thì luôn luôn lúc nào cũng ngon. Theo cái khẩu vị của mình á thì mình đánh giá như vậy, đáng để được trải nghiệm thử. Thì mình cũng xin dừng cái video tại đây. Cảm ơn quý cô chú anh chị và các bạn đã quan tâm theo dõi kênh của Trang, và hãy nhớ ấn like, share, chia sẻ, đăng ký kênh ủng hộ cho Trang có thêm nhiều động lực ra thêm nhiều video mới hay hơn và hấp dẫn hơn. Và Trang xin chào, hẹn gặp lại quý cô chú anh chị và các bạn trong những video lần sau. Bye bye.